chỗ không anh? Có. Bây giờ cái đầu cắn á. Ôi trời gai vậy. Chọt đại vô nó dính hên dính. Rồi, tuyệt vời. Đi rồi. Mấy anh không đứng trên đầu dòng á. Trời nắng quá. Chụp cái trong má con cái đó. Quay YouTube chứ. Hả? Thì đúng rồi. Em mới quay YouTube người thử thấy anh mấy anh bắt vui á. Nãy em nhìn kia em thấy cũng đông á.
bắt sống luôn hay bắt chết? Chết rồi. Thấy nó nhảy ra chụp hết. Ủa anh mà hôm nay có bắt không hay là mới bắt hôm nay? Mới qua em đi học mới dạ. Bắt chơi. Em thấy sư phụ mày chưa? Để anh Nguyên dẫn nó vậy. Có bầu. Nguyên, mấy ông mà chơi nhỏ thì cục gì? Vậy là còn con nữa ha, mới chạy vô hả? Vậy là canh đi nó chạy á. Ngó theo vòng. Thường chạy vòng ở đây nữa nè. Ủa rồi nó chạy rồi, một con nó chạy lên vòng trên rồi. Chút chút rồi chặn lên kia chặn. Nó chạy vô cái vòng hang ở giữa mà ở giữa vòng. Chạy xuống đích rồi. Rồi. Cái chữ tôi xuống đích rồi.
này hay lắm, chui chui xuống đất liền. Ê, chui đi ơi. Chui này nó chui đi đâu? Chia này ra liền. Đó. Đúng rồi. Chạy vô Phương rồi.